đề tài nữa đi, một đề tài nữa, mời mời, rồi 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 lên liền, tranh thủ lên. Dạ bước vô đây, bước vô đây, bước vô đây, dặn cho vô trong cái phòng thu nè, cho nó lên hình được coi. Giới thiệu chú còn tên Tuấn, xin hỏi chú Mười là một câu là trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Trung ương hòa hiệp sao? Thì hòa hiệp mới đành lòng đây. Thôi vậy thôi, còn một câu à, ủng hộ cho Đào Bá Thai đi, hai câu cũng ủng hộ, một câu cũng ủng hộ. Đàn ơi vậy thôi, mời huynh Mười diễn giải cũng nói với bà con mình nha. Thôi thì cái đề tài này là cũng đề tài kết thúc trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Vậy mời anh, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ đây thì tùng động theo lẽ ta cũng nói tên rồi này kia, nặng mình có ghi vô xe. Dạ. Ai có nói tên mà lẹo quá có rồi. Dạ. Nói tên tính rồi mà nói lẹo quá. Lẹo quá hả? Dạ dạ. Dạ. Thì thưa quý vị, giờ đây thì đồng đạo đưa ra có câu một mà có câu là trung ương hòa hợp, vậy là làm sao biết được. Cho nên từ đó hôm nay đó thì chúng ta phải thấy được cái bài của Đức Thầy: hoàn cầu trái đất diễn xây, gớm về cho chúng phơi thay muôn ngàn ngày nay. Đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Cái bài nó nằm ở trong bài diễn làng Mỹ Hội Đông á. Mà thật ra cô bác anh chị em biết là hiện nay đó, nếu ai đã từng đọc rồi thì cái bài diễn làng Hội Đông thì viết vào lối tháng giêng năm Canh Đình 1940, mà cái bài này có 108 câu, đồng với cái bài mà khuyên người vào lòng phước thiện cũng 108 câu y vậy. Thì giờ đây chúng ta thấy được cái câu mà hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng mà phơi thay muôn ngàn đó, hiện nay đó đến cái cơ hội mà tới đây thầy nói đây nào nói thiên cơ, lẽ ra thì chúng tôi cũng nêu lên trước, nhưng mà thôi bây giờ tại vì vấn đề cái đề nó có ba đề và đề này cũng gọi là cái đề cuối cùng rồi, thì chúng tôi cũng tạm sơ giải qua một phần nào thôi. Chứ cái việc thiên cơ thời cuộc thì ở đây chính cái bổn thù môn ba thới đó, thì ông có nói về thời cơ của thượng quân rất nhiều lắm, nhưng mà có một điều ông cấm, một điều là chớ đem lòng sợ đói lo no, làm lành niệm Phật, Phật lo cho mình, mà chớ lo chi sấm nổ thình lình. Bây giờ lo việc tâm tình công phu, bây giờ lo công phu mà đó. Cho nên hôm nay đó phải chuyển xe trái đất một bầu, đặng lừa lọc công thiên cấu Phật. Mà cái bài tôi nói đây là trong cái bài Sa Đéc. Hôm nay hiện nay đó, cái cơ trời khiến rồi đất nước Việt Nam ta là khỏi trung tâm điểm, là nơi của Đức Bình Giáo Chủ đã tuyển và chọn rồi, đã lựa rồi, cũng như Đức Thích Ca khi xưa lựa trong thời kỳ Ấn Độ đó. Cái cõi mà Ấn Độ khi xưa là trung tâm điểm, mà 12 tiểu bang đó là nước sinh con cần, cho nên ngài lựa cái nơi trung tâm điểm để mà xuất xứ ra đời mở đạo. Thì đất nước Việt Nam chúng ta là thầy nước nước Nam Việt, nhằm cõi trung ương, sao sao có Phật tiên tại thế, Việt Nam là trung tâm điểm, cho nên ngài dân lý chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mà mượn tay gã đã tờ qua thần hạ bút. Việt Nam chúng ta là trung tâm điểm, là nơi của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thường mở cái cửa Nam Thiên Môn mà dòm xuống dưới trần gian nè. Cho nên Đức Thượng Đế ngự đền Ngọc Khuyết, nhìn dương gian cũng lún thở dài, thấy chúng sanh trao trĩa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trĩa tánh. Nơi đây là trung tâm điểm của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thường mở cửa trời mà dòm xuống đây nè. Cho nên vì ta chúng ta là nơi lập trường, sau này cô bác anh cho em biết hiện nay là đất nước Việt Nam sẽ là một nơi lập trường cho cái cuộc đại hội Long Hoa tới đây. Cho nên từ đó hôm nay phương Nam rặng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, mà quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tô lưng đóng để chào người chân tu. Thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quá long. Đây là đến cái cơ hội của lập trường của các vị thần thánh bậc tiên. Cho nên thầy đã đời mở đạo tam giáo tại đây là do nơi đứng Việt Nam của bác. Cho nên vì lẽ mà cái quý nhất đó, ông Ba Thới là tác giả Kim Cổ Kỳ Quang cho biết Việt Nam mình có hai điều quý, đó là tiền Long Trang hậu sắc lĩnh. Cho nên kiển Long Châu sau có hai hồ, trời xui giữ vững mà cơ đồ hớn ban Long Châu. Long là Long Xuyên, Châu là Châu Đốc, đã có hai hồ là giữa sông Tiền và sông Hậu đó của bác anh em à. Cho nên từ đó hôm nay cái quý báo đó là hiện nay đất nước Việt Nam mình theo trong khoa học đã có nói đó, một con sông bắt nguồn từ nơi đất địa hiển linh,
núi cao ngàn năm không người tới, rừng rộng ngàn năm không ai tới lui, khoắng một lượng sóng nghênh ngang nghìn thu không cạn, thì con sông ấy sẽ kết nhiều tủ nguyệt nơi long đảnh, vì nhiêu về vật chất mà cao siêu tục đỉnh về tinh thần. Cho nên vì lẽ mà Việt Nam chúng ta đã đến cái thời kỳ rồi, theo trong kinh kể là Cô Liên Cẩm Hồng ở trong cái quyển Đời Thượng Nguyên nói là Việt Nam xuất hiện hạ nguyên kỳ, thánh tổ lâm phàm hiệp ngũ chi, ba tiếng sấm vang khai địa quyệt, mà bảy nguồn thủy dựng ra tảo sơn kỳ, rồng tiên hội hiệp phong thần mạng, sen nở long hoa dẫn bất vi, ở hở lạc hồng nền ngọc bích vững vàng chúa ẩn để hạnh dương kỳ. Đã đến thời kỳ của Việt Nam xuất hiện rồi. Cho nên cô bác anh chị em biết hiện nay Đức Phật Di Lặc ngài đang chọn là tuyển tại đất nước Việt Nam đó, cho nên từ đó nó nói chưa ngừng cho đời ghi nhớ đất miền Nam đó, trời Phật lập trường, nước Việt Nam đứng giữa trung ương đã dựng lại thất sơn nhất chủ. Thất sơn là bảy núi đó, trên núi rừng trổ ngọc trổ ngà, long hoa lại trổ tên tòa thượng nguyên, nam băng một lá quế đơn, năm châu tụ hội đó, thất sơn đông dày. Như vậy thì cái cuộc đó là tới đây đó là ngài lập trường tại đất nước Việt Nam. Nay núi rừng chim kêu dưỡng hú, sao rồi xem quy tụ thánh thần, được trưng bày phép lạ phi thân và đầy hạnh phúc muôn dân thọ hưởng. Cho nên lời lành khuyên nhủ thế gian, rắn tu gặp đá quá vàng, mà coi hay đợi chờ xem núi đá quá vàng, cảnh lâm sang chớp cánh phụng hoàng, mà ngày nhà thượng cổ sửa sang cho chúng. Đó đến cái thời kỳ nhà thượng cổ sửa rồi. Cho nên mình ráng nghe, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non đó có các đài, chờ đợi con hiền quy tục cổ, tới thời thượng cổ điểu hòa mái mà. Đó đến cái thời kỳ rồi đó. Cho nên cô bác anh chị em cái câu hỏi này nó thuộc về nằm ở trong cái vực thiên cơ hé lộ của bức trạng trạng trình Nguyễn Minh Khiêm khi xưa đã cho biết trước đất nước Việt Nam sau này. Nó lo lường đạo lý thấu quyền di, từ thuở năm xưa chẳng dám bị, một nước nhỏ nhen trong vạn quốc, mà ngày sau nó làm chủ đó mới là kỳ. Đồng ý không? Cho tràng phá tay quý vị. Cho nên sao Việt Nam ít kẻ dụng về, thông minh trí huệ nhiều người giỏi hay, không có cánh mà bay đặng trên mây, hết tài văn võ hay hơn nước nào, hữu quân sư thượng trí anh hầu, dạy 18 nước chỗ nào văn thơ, 18 nước tài phép trơ trơ, Phật trâu thâu trả quả ngẩn ngơ chư hầu, 18 nước lai giáng hàng đầu, thường năm cống lễ ứng hầu hứng ban, Phật thâu hết các chữ đa đoan, chỉ tồn nhất tự nam ban tiếng mình, người khác người ăn nói thiệt tình, binh thơ đồ trận nước mình tài năng, quy nhất thống hiệp là nhất căn, thượng thiên giáng thế tài năng trong trần, tức là con có trời nó xuống. Cho nên từ đó Việt Nam mình nó hãnh diện vô cùng. Nên vì lẽ cô bác anh em ráng nghe ráng tu, tu cho sống sót mà coi coi người thượng cổ hẳn hồi tài ba, dựng nên quốc tịch dân hòa, ngoài đường mỹ tục mà trong nhà đã thuần phong à. Sau này cô bác anh em à, nói đến cái thời kỳ gom lại thì hiện nay mình lo làm ăn vậy đó, cái cuộc sinh nhai nó rất là tảo tần khó khăn, nhưng mà sau đến ráng tu trong giai đoạn này, qua đến cái thời thượng cổ tới đây nó cô bác anh em à, là thời đó không làm khó ăn, không lo khó mặc, không mưa không nắng xôn xao, không làm rộn rẫy ngôi cao thanh vàng, không ăn của thế tràn ràng đó, không ăn của thế tràn ràng, không lạnh không được mà thanh nhàn một nơi, thương đời làm ruộng không trâu, lúa thời khỏi cắt đã ở đâu lăn về, mẹ đấy con lúa kia khỏi rắm, mọc tự nhiên trong chốn ruộng rồng, và đến chừng có gió thổi lòng, tự bay thẳng vào trong kho dựa nó ngon trăng. Đồng ý không? Cho toàn phát tay. Cho nên mình chỉ tu trong giai đoạn này à, sau này không cần làm mà có ăn đó, là nhờ cái công đức tu tập đây cô bác anh em, sau này con người sống cả muôn tuổi, phải không? Người ăn nói bằng thẳng thật thà, trình thưa dậm dạ, giữ mà phép khuôn, lập thượng môn tuổi có một môn, mà trung môn giữ dạ phép khuôn trên ngàn, lập thời thượng môn con người một môn tuổi đó. Nếu trong thời này không chịu tu rồi đâu cô bác anh em à, Đức Thầy viết ở trong cái bài Thiên Lý Ca là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa già đâu con. Bây giờ nếu không chịu tu rồi phải trải qua 10.000 năm, qua cái thời thượng cổ rồi, đến cái thời hạ quan hạ cuối cùng này đó, nó hợp với căn cơ chúng sanh mới được trở lại làm người. Cho nên từ đó chúng ta phải ráng tu trong giai đoạn này để chi vậy, để sống trong cái thời thượng cổ tới đây gặp Đức Di Lặc ha, để là ngày mở ra ba trường thuyết pháp của bác anh em à, sau này đó lập đời thượng cổ đạo cao thâm, tam giáo quy nguyên định chẳng lầm, chánh pháp quần khai ngô Di Lặc, quần tu phổ độ sắc Quan Âm, tam thiên ngũ hiệp quy lại thế, thất thập vị hiền tụ giáng lâm, bốn hướng từng du công thánh mẫu, bàn đào mở hội đón định căn. Nhưng mà chưa đến cái bài thứ hai là khi mà Diêm Chúa bắt làm hồn của Hứa Sử, sau khi thả hồn Hứa Sử trở về nhập xác, và còn nhắn lại với Hứa Sử rằng rài ngươi trở lại dương trần, rằng ta nhắn bảo nhân dân trên đời từ đây sắp xuống khổ nạn,
đến sau quậy kiếp để tiêu tan đất trời, sau Di Lặc Phật ra đời, ma trường thiết pháp độ người thiện căn, phước duyên thọ mạng bội tăng, long qua xanh quá mặc ăn lo gì. Vậy đến cái thời sau này nó Đức Phật Di Lặc là thầy chúng ta nè, mở đại hội Luân Hoa, cho nên chuyển lập hội Luân Hoa chọn những đấng tu hành công công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn, giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho dẫn quốc diêu an. Cho nên từ đó hôm nay ráng à trở chân chi kịp Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, chúng ta trở mặt có đó thì ta được dự giờ trong đạo Long Hoa, sống trong cái thời thượng ngôn thánh đức. Cho nên từ đó hôm nay đó Đức Thầy dùng danh từ là phải chuyển xe trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tiêm tất, xử phân người cùng vật thưởng phong cho dân trần, rõ luật thiên công có địa ngục và thiên đường hay chẳng à. Cho nên thầy mới gom trở lại vấn đề cái cuộc hoàn cầu trái đất chuyển xây tới đây là y vậy đó. Cái cuộc đó là cái cuộc đã luật định rồi, của tam giáo định rồi, tuần xưa kia sách định là sách đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, vậy đã định trước rồi, tam giáo định trước rồi. Cho nên giờ đây mình ráng tu trong giai đoạn cuối cùng này để rồi tu một hưởng mười, nhờ cái sự mà xả tội nó của bác anh em mà xưa tu mười mới là đắc đạo, nay tu một đắc đạo có dư, hồi xưa mười giữa tròn đầy chúng ta mới đắc được đạo, ngày nay chỉ có một thôi à. Cho nên trong kinh có nói là ngày nay một xá một quỳ, ngày sau sẽ được biên thì thiên thu, hạng môn trời Phật thả tù, niệm một tiếng Phật đó Phật bù cho mười câu, đồng ý không cho toàn phá tay nữa. Đây là cuộc xả tội mà kỳ xả tội nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, đây là cuộc ân xá. Nên anh thiên đình ân xá bất độ căn để kiếp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến dựng bậc chân sư tu hành mạo đắc quả. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng chỉ trong giai đoạn này thôi. Vậy thì hôm nay đó hoàn cầu trái đất chuyển xây, phải chuyển xây trái đất một bầu, cũng cái từ ngữ này để nói là sau đây đến cái cơ hội của thượng quân thánh đức đã sắp tái tạo trong một hạ ngôn chu kỳ. Giáo hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương mà có Phật Thầy Thế An ra đời đem bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, bốn chữ đó làm có lòng phái cho tín đồ, ngài treo nó để mà đặt ra là cái người đó là tín đồ của thầy, biết ra bốn chữ đó để Đức Thầy mới chuyển qua đến cái thời kỳ của Đức Bình Giáo Chủ, là muốn xem bốn chữ Long Châu thì phải bền gan sắt đá nó sòng nấu tu trì tu hành, mà mãi năng nghi sợ ta gạt gẫm nó cũng kỳ cho dân. Vậy là Bửu là báo, Sơn là núi, là có núi báo Việt Nam mình đó, có cái dùng bảy núi này đó là bảy núi báo đó, cô bác anh em không thể lường được. Tất cả cho biết trước là sơn bất tại cao, hữu tiên tất danh, núi không cần núi cao nhưng mà tại vì núi đó có tiên. Cho nên cái dùng bảy núi mình có núi Cấm đó, là núi Ông đó, là cái chiều cao 716 mét à, mà so với cái núi Tây Tạng Hy Mã Lạp Sơn bên kia là 8.800 mét đó cô bác anh em. Thì quý vị thấy coi như vậy, tại cái đất nước Việt Nam mình có tiên đắc đạo vô số đếm. Vậy thì giờ đây chúng tôi trình bày qua cái khái và cái đề từ ngữ của đồng đạo. Vậy thì hoàn cầu trái đất chuyển xây hay phải chuyển xây trái đất một bầu cũng ám chỉ cho giai đoạn cuối cùng của luật mà tam nguyên, tức là từ thượng nguyên chuyển sang đến hạ nguyên ngã cuối cùng. Cho nên ráng cố gắng là thu tiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm liên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác thành tới sau tiêu diệt, đến sau này là tiêu à. Không còn, nếu không chịu tu trong giai đoạn này thì sau này đó, thì nghĩa là bấy lâu trời Phật chắc chiêu dưỡng nuôi, nào có sử tiêu làm gì, nuôi kẻ ác đức vô nghi, cao đầu lớn dốc để đến thì cọp ăn à. Đọc cho anh đoàn phá tay luôn quý chị. Thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì kẻ ác tiêu sát tiêu hồn, người lành còn lại tích tùng hậu lai. Cái người làm ác sát tiêu mà hồn tiêu nữa đó. Cho nên từ đó hôm nay đó, ông Ba Thới nói sát với hồn sẽ kéo một lần thì bá tánh xa gần sẽ thấy. Còn Đức Thầy nói gian tà thì hồn sát nó cũng tiêu, thảm thương bá tánh nó chính chịu được đâu. Người không tu là tu cá xác này tiêu rồi, mà luôn cả hồn cũng tiêu nữa. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng tu để mà sống trong cái thời thượng cổ tới đây. Ráng tu xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ hung đồ, rồi đây tu để chúng ta xem đã trong rừng bảy núi này đó. Hãy mau khi sớm chuyên cần, đặng coi chư quốc non tầng dành chia đó. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tầm đạo chánh của khùng, đằng sau xem địa quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bệ. Thôi thời giờ có hạn là chúng tôi trình bày cái đồng giảng và đồng đạo hỏi thì có lẽ đã hết giờ hôm nay tới chức. Dạ thì sau khi dứt lời thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn ban tổ chức cũng như số cô bác anh chị em, mình ngồi có giữ phần trật tự, kẻ nói người nghe được như vậy thì chúng tôi rất vui mừng. Giả lại lời nói của ông Ba viết: việc đời không nhớ là hay, việc đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn, làm dữ cũng có tiếng đồn, làm lành tiếng nổ như cùng. Thái Sơn dạy đời lấy đạo là không, mà lấy đời dạy đạo là chôn lấy mình. Dạ.
Cho nên là ngài nói ra đời giả dỗ anh em xem qua ít bệnh ráng đem vào lòng, làm ơn xem kinh giảng của thầy đem vui bên trong. Đó, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sau đến việc biết lời bây giờ chưa thấy thì nói thời chưa tin. Thưa quý vị, vậy thì thời giờ có hạn, trước khi rời khỏi nơi đây, chúng tôi không quên đốt nén hương lòng và nguyện cầu hồng quang tam bảo qua đến đức thầy xin gia trì hộ độ hương linh người quá cố, cũng như cửu quyền chung của chúng ta việc bái âm sau khi nghe qua giáo lý Phật giáo hòa hảo đồng được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật, và các quả dương chúng ta đồng phát tâm bồ đề dũng mãnh tinh tấn tu hành để đời tâm điều phúc lộc vừa đem lại muôn việc nhàn cư đến chẳng ngưng, tộc họ cùng chung gìn nghiệp cả gia đình sum hợp giữ thường luân thanh liêm một mực tròn nhân cách rạng rỡ non sông tiếng lẫy lừng. Và đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.